Tập 20. Như thế nào rồi? Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa rồi. Cái gì? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Báo quan. Báo. Đi thôi. Báo quan. Buông tôi ra. Báo quan. Buông tôi ra. Báo quan. Báo quan. Buông tôi ra. Báo quan à, đi thôi. Bình tĩnh. Buông đi thôi. Báo quan. Buông tôi ra. Đi đi. Đi thôi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Bình tĩnh. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đi thôi. Buông tôi ra. Bình tĩnh đi. Buông tôi ra. Báo quan, tôi nhớ tôi từng nói với anh, từ sáng tới tối anh cứ ủ rũ như vậy, suy sụp tinh thần sẽ không có lợi cho sức khỏe của anh. Tôi rất hiểu tâm trạng của anh bây giờ. Vợ con của anh đã mất, anh rất đau lòng. Nhưng mà anh nghĩ đi, vợ con của anh đã mất rồi, đây là sự thật. Anh không thể cứu vãn được tình hình này, cho nên anh phải nghĩ thoáng. Anh vẫn còn phải nhìn về phía trước mà sống chứ. Đồng chí bác sĩ, tình hình cậu ấy sao rồi? Đồng chí báo quan, tôi nghĩ rằng bây giờ anh ấy không thể nào làm công việc này tiếp tục được đâu. Cậu nhất định phải cố gắng nghĩ ra cách. Cậu ấy là một đội viên đặc chiến vũ trang rất xuất sắc, là người huấn luyện đặc chiến tôi rất ưng ý. Đồng chí Sơn Lâm à, phải nói như vậy mới đúng. Anh ấy từng là đội viên đặc chiến vũ trang rất xuất sắc, cũng từng là người huấn luyện viên đặc chiến mà anh ưng ý nhất. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà y học không thể gạt người. Nếu như anh ấy cứ tiếp tục công việc này thì anh ấy sẽ xảy ra chuyện. Tới lúc đó anh chắc chắn sẽ buồn hơn. Cả tôi và anh đều không mong muốn kết cục như vậy. Nhưng lúc anh ấy vẫn còn trẻ, tôi nghĩ nên cho anh ấy thay đổi môi trường làm việc đi. Nói không chừng trên đường đời của anh ấy còn có thể gặp được hạnh phúc mới thì sao. Và tôi cũng hiểu tính chất công việc này mà. Anh nghĩ đi, nếu như anh ấy cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, trong người của anh ấy luôn luôn có vũ khí. Tôi không dám chắc anh ấy sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Nếu như có xảy ra bi kịch, tôi sợ là anh sẽ hối hận không kịp. Có nhiều cái không thích nhưng mà chúng ta vẫn phải làm, tại vì không còn lựa chọn nào khác. Báo quan, lần này chia tay, không biết tới chừng nào chúng ta mới gặp lại. Em xin lỗi thầy, em không biết phải nên đối mặt như thế nào. Cậu không cần phải nói xin lỗi tôi. Cậu không có làm gì sai hết. Cậu là anh hùng của chúng tôi. Em là lính đào ngũ. Cậu không phải lính đào ngũ. Cậu là một anh hùng. Bất cứ ai cũng có vài lần gặp khó khăn. Khó khăn lần này đối với cậu mà nói thật sự rất khó vượt qua. Tôi hiểu rất là rõ. Cậu đã mệt, cậu nên nghỉ ngơi, lấy lại sức. Cậu nên cho mình nghỉ phép dài hạn đi. Nhưng mà em không nỡ xa mọi người. Dù có không nỡ cũng phải ly biệt. Không phải là tôi tàn nhẫn, mà là do cậu nhất định phải đi. Hai đồng chí công an này sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Cậu phải nhớ, từ nay về sau cậu phải mai danh ẩn tích. Cậu tên là gì, cậu là ai, cậu đi đâu, đừng nói cho người khác nghe, đừng liên lạc với chúng tôi nữa. Tất cả những điều này vì sự an toàn của cậu. Dạ. Học trò của tôi, tôi thật sự rất có lỗi với cậu. Tôi không bảo vệ cho cậu được. Được rồi. Cậu đi đi. Tôi thật sự hy vọng nửa đời còn lại cậu sống trong sự bình yên.
Đây chính là câu chuyện của báo hoang. Tôi nói rồi, anh sẽ không nghĩ được như vậy đâu. Cô nói cũng phải. Đi thôi. Ê, các anh quay phim phải không? Đạo diễn hả? Đừng nói nhiều có được không? Thử nhìn kỹ coi tôi là ai. Tôi biết rồi. Trời ơi, các bác, tôi đã nói với anh là đừng có nói nữa. Mà sao anh vẫn nói hoài vậy hả? Đừng nói nữa, tôi kêu anh làm gì thì cũng phải làm. Đi. Chuyên nghiệp quá, giống như đội đặc chiến trong phim vậy ta. Đồng chí, cảm ơn anh ủng hộ công việc của chúng tôi. Tất cả chi phí sau khi diễn tập xong chúng tôi sẽ trả hết. Đừng nói vậy, anh không cần phải trả đâu, để cậu chủ tôi trả là được rồi. Cậu chủ của anh? Đúng vậy, người đó là cậu chủ của tôi á. Cậu không lên xe hả? Bộ anh không cần tôi chỉ đường sao? À được, nhanh lên. Nè, anh cảm thấy thế nào? Có cảm thấy thú vị hay không? Tôi cứ tưởng cậu quay phim không chứ. Nè, chúng ta đi đâu đây? Anh cứ đi thẳng đi. Thì cũng phải có địa điểm chứ. Trời ơi, tôi kêu anh đi thẳng thì anh cứ đi thẳng đi. Tôi không dẫn anh đi xuống suối đâu. Ừ, được rồi. Nè, là chỗ đó, trước mặt. Tới đó làm gì? Tôi nói anh tới đó thì anh cứ tới đó đi, anh đừng có hỏi nhiều nữa. Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên giảm tốc độ làm gì? Có cửa. Có cửa, có cửa thì sao? Tông thẳng vô. Tông cửa không làm chứ cậu chủ. Tôi kêu anh tông thì anh cứ tông đi. Lỡ như bị cảnh sát truy bắt thì phải làm sao? Nghe lời tôi, cảnh sát không truy bắt anh đâu. Tông, tông đi. Tôi liều mạng một lần luôn. Vui thiệt à, đúng là vui thiệt á. Trời đất ơi, hấp dẫn như trong phim luôn. Ê, anh im miệng giùm cái đi. Mở cửa ra. Đi. Đi hả? Làm cái gì vậy? Trời sập hả? Chúng tôi tới dẫn anh tới chỗ khác. Ở đây vui mà. Tôi không đi. Người của anh đã tới rồi. Nhảm nhí. Tôi phải ở đây chờ họ cứu chứ. Không đi. Dẫn đi, dẫn đi. Ê này nè, cho dù là thế nào đi nữa, bây giờ tôi vẫn là chủ của các người phải không? Nhưng mà tôi càng nhìn càng thấy các cậu giống phần tử khủng bố. Tôi biết là anh muốn người của anh thắng, nhưng mà chúng tôi thì không muốn. Dẫn đi đi. Ê này nè nè, muốn tôi đi phải không? Khiêng tôi đi. Còn bằng không á, tôi chết cũng không đi. Hừ. Được được được, khiêng anh ta đi. Chỉ cần không tìm được anh ta, chúng ta sẽ thắng. Alo. Chờ đã, anh ấy đi. Alo, tôi đây. Hả? Sao? Được rồi, tôi biết rồi. Chúng ta có đi kịp không? Họ đã tới rồi.
giỏi lắm, học trò giỏi của tôi. Bảo Quang, cậu cố tình để lộ, dụ dỗ chúng tôi tới đây có phải không? Điều hộ Ly Sơn, cậu diễn rất là giỏi, lợi dụng nhược điểm trong tình nghĩa của tôi dụ tôi tới chỗ này, rất là giỏi. Các cậu đã nghe rõ chưa? Học hỏi cậu ấy. Thầy à, em cũng không nói nhiều nữa. Em là học trò giỏi nhất của thầy. Dĩ nhiên cậu là học trò giỏi nhất của tôi. Chúng tôi phải đi làm việc. Sau khi diễn tập kết thúc, tôi sẽ tới chỗ của cậu uống vài ly với cậu. Đi theo tôi. Họ tới trước chúng ta rồi. Báo cho báo rừng chưa? Tôi đã báo xong rồi. Người của chúng ta ít quá, chắc chắn không chống đỡ nổi. Phải nhanh lên. Dạ. Bắn tiếp đi, áp chế họ. Đi. Dừng lại. Dừng hả? Cậu bắn tôi trước mà. Phần tử khủng bố. Nói anh đó, anh ta đâu? Anh ta đâu rồi? Người chết làm sao mà nói được? Đã từng thấy người chết nói chưa? Cái này kêu cảnh khuyển ngửi thử. Hả? Ý anh là sao vậy? Của tham mưu trưởng. Dạ. Tiếp tục tìm kiếm. Chơi ăn gian quá. Lại đây, nhanh lên, nhanh lên. Tham mưu trưởng, chú có trong đó không? Chắc chắn là ở trong thùng rác rồi. Mở ra thôi. Mời tham mưu trưởng ra đi. Ôi, thúi quá. Cái đồ nhát gan, chơi đẹp lắm. Đi thôi. Đi. Im hộ, im hộ. Đi, đi. Đi mau. Đi mau. À, cô sao vậy? Tôi đau chân, không đi nổi. Các anh đi đi, mau. Được. Mau lên. Lên xe đi. Nè, bây giờ tôi phải làm sao? Xe của tôi. Họ sẽ không gây khó dễ cho anh. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Hả? Ê, nè. Nè. Và chúng ta lại làm chuột cống nữa chứ. Nè, tôi cũng là người bị hại, tôi không biết gì đâu nghe. Thank you.
tôi nghe. Tôi không thể ngờ lần này công an, cảnh sát và quân đội cùng nhau diễn tập lại đáng sợ như vậy. Nó đã vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Phải, Lưu Sấm và Hà Đông mà anh để ý thực sự không phải là cảnh sát bình thường. Ở đất nước mà chủ nghĩa cá nhân quan trọng thì lực lượng chống khủng bố được liên kết bởi công an, cảnh sát, quân đội chắc chắn cũng được nhiều điểm. Lưu Sấm và Hà Đông không đáng sợ. Điều đáng sợ là vũ khí mà lực lượng chống khủng bố được trang bị. Nếu như họ được trang bị vũ khí tối tân hiện đại nhất và có cơ chế liên động chống khủng bố tiên tiến, và cộng thêm động lực từ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng, chắc chắn sẽ xuất hiện vô số Lưu Sấm và Hà Đông. Đây mới thực sự là điều khiến chúng ta phải lo sợ. Vậy ý của anh là... Chuyện mà cậu nhìn thấy chỉ là diễn tập thôi, không biết là lúc chiến đấu thật sự cơ chế chống khủng bố của họ rốt cuộc vận hành như thế nào. Tôi có ý kiến này nè. Theo tin tình báo mà chúng tôi mới nhận được, có hai đội viên đặc chiến quân xanh đang ở dưới đường hầm Hải Châu. Tình hình giao thông của đường hầm Hải Châu rất phức tạp, không chỉ có trạm xe lửa, có ống cống, mà còn có nhiều hệ thống khác nữa, cho nên phải tìm kiếm kỹ, chú ý an toàn. Ngoài ra, giữa các đơn vị phải giữ liên lạc, đừng để mất nhau. Hai đội viên đặc chiến quân xanh vừa nhanh nhẹn vừa có nhiều mưu kế, phải cẩn thận, đừng để họ đánh lén. Dạ. Bên phải. Quay. Chạy điều. Chạy. Rốt cuộc là họ đang ở đâu chứ? Tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy tôi bị bắt. Không phải mơ, người của họ tới rồi. Theo như tôi suy đoán, cảnh sát cơ động đã xuống đường hầm. Về số người, họ chiếm ưu thế hơn chúng ta. Không ổn rồi, chân của tôi đau quá. Anh đừng quan tâm tôi, anh đi trước đi. Cô điên à? Tôi nghĩ là cô nên đi dụ dỗ họ. Cô nghĩ sao? Tôi biết ngay mà, anh chẳng có ý gì hay. Cẩn thận nghe. Có người. Không được cử động. Cử động cái gì? Không thấy tôi bị thương rồi hay sao? Là một cô gái. Đội viên đội đặc chiến nữ cũng rất giỏi, đừng lại gần cô ta. Các cậu lập tức báo cho cấp trên đi. Đứng im đi chứ. Cử động cái gì? Làm sao tôi cử động được? Anh không thấy tôi bị thương hay sao? Là quân nhân phải biết thương người. Chỉ huy không dạy các anh hả? Cô cũng lanh miệng lắm. Tôi không có tâm trạng đối giỏi miệng với các anh đâu. Tôi đang đau lắm. Nhóm trưởng, làm sao bây giờ? Sao chỉ có mình cô vậy? Người kia đâu? Người kia? Anh ta bỏ rồi tôi, chạy mất rồi. Các anh hãy mau đưa tôi tới đội cứu trợ đi. Qua bên kia xem thử đi. Nè,
Ai kêu các cậu đi hết vậy? Cậu đi đi. Các anh mặc đồ này chắc chắn không phải là cảnh sát bình thường. Các anh là trinh sát phải không? Là trinh sát của cảnh sát cơ động. Không giống chút nào. Thấy con gái mà sợ như vậy. Vũ khí cô đâu? Đây nè. Súng lục. Đưa dao qua đây. Tôi phục các anh đó. Lấy hết đi. Khi nào mới xong đây? Lấy súng. Còn gì không? Kiểm tra chân của ta đi. Nhẹ thôi nha. Chân bị sưng rồi. Nè, yeah. Theo quy tắc diễn tập, các cậu đã bị chết rồi. Các đồng chí, nghe lệnh của tôi, dựa vào tường, sau đó cởi quân phục. Không muốn phải không? Vậy thì tôi đành phải nhờ cô gái này cởi cho các cậu thôi. Nè, làm gì vậy? Cô cũng phải cởi. Hai người các cậu đi tới chỗ này kiểm tra. Đó. Có chuyện gì vậy? Báo cáo liên đội trưởng, cậu ấy bị thương. Cậu ra ngoài. Dạ. Mọi người mau chuẩn bị đi. Nếu có người bị thương chúng ta phải đi ngay. Đừng để quấy thế thôi. Nè, tôi đang gọi anh đó. Gọi anh đó không nghe sao? Không phải chứ. Anh... Coi như là tôi xui xẻo, đã để cho cô bắt gặp. Sao lại tới đây vậy hả? Nghe cô nói đi kìa. Tôi có thể đi đâu chứ? Cô mở to mắt ra nhìn thử. Ở đây được canh gác rất kỹ càng. Lúc nãy tôi định lên xe cấp cứu đi ra ngoài, không ngờ lại gặp cô. Cô kêu người ta. Xui xẻo muốn chết. Dù tôi có bản lĩnh cỡ nào thì mấy trăm quân đỏ, mấy người xì hơi một cái đủ giết chết tôi rồi. Anh là quân đỏ hay quân xanh? Hỏi thừa, quân xanh. Tôi đang giả quân đỏ. Sao anh biết tôi kêu người ta? Cô đang ở địa phận của quân đỏ. Không lẽ cô không phải quân đỏ mà là quân xanh? Anh nhìn đi. Ghê. Ghê gì ta? Làm đạo diễn hả? Tôi đang đóng vai một đạo diễn. Đợt diễn tập lần này, người của bệnh viện chúng tôi thuộc đội cứu trợ là đội trung lập. Đáng lẽ tôi không tới đây. Quân đỏ thiếu người nên tôi phải tới giúp họ. Cô là đạo diễn phải không? Vậy cô không có quan hệ gì với quân đỏ phải không? Vậy tôi đi ạ. Nè, hai người đi đâu vậy? Đồng đội của anh bị thương rồi, không phải điều trị đâu, đã. Chỉ bị trẹo chân thôi. Nè, để xuống cho tôi khám thử. Ê, nè. Ê, chân bị làm sao vậy? À, không sao, bị trẹo chân thôi. Nữ sao? À, bác sĩ chào cô. Đội đặc chiến vũ trang cũng có nữ hả? Hôm nay trời nóng quá. Cô đừng có khinh thường cô ấy. Cô ấy nặng lắm đó. Cõng cô ấy một lát tôi sẽ bị ngất xỉu. Không cần quân đỏ tới bắt tôi. Tôi đâu có kêu anh phải cõng tôi. Được rồi, mau lên 26, xe đi 28, em. Không phải tôi giúp anh đâu. Tôi chỉ giúp tham mưu trưởng thôi. Đi nhanh lên, lên xe. Đi bệnh viện. Nè, tình hình thế nào rồi? Tình hình thế nào cái gì chứ? Tôi đã gặp cô gái lúc nãy. Bữa trước cô ấy tới nhà tù Thanh Châu thăm anh mà. Cô cũng biết nhiều quá ha. Dĩ nhiên rồi, tôi là ai chứ. Sao vậy hả? Nói thiệt đi, bạn gái của anh hả? Không phải đâu. Bạn gái cũ? Cũng không phải. Không phải rồi. Tôi nghĩ cô ấy và anh có lẽ không phải chỉ là quan hệ đồng chí đâu nha. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi nói nghe nè, cô không thể ngăn cản các cô gái xinh đẹp
theo đuổi tôi có phải vậy không? Đừng có trơ trẽn nữa. Chân của cô đã đỡ đau chút nào chưa? Đỡ đau rồi. Nè, nói tôi nghe, tiếp theo anh có kế hoạch gì? Tôi cũng đang định hỏi cô. Hỏi tôi? Ý kiến này không phải anh đưa ra sao? Đồng chí sầu riêng, cô còn dám nói chuyện ở Hải Châu không phải là cô sắp đặt chứ? Ý anh là sao? Chúng ta hiểu rất rõ nhau mà, đừng có giả bộ với tôi nữa. Tôi nói anh biết, thực sự không có. Tới lúc quan trọng, cô nhất định phải thể hiện bản lĩnh. Được, tôi biết rồi. Tôi biết cô vẫn chưa buông hết sức. Nè, được rồi được rồi, đừng có diễn trước mặt tôi nữa. Cô phối hợp với tôi đi. Tôi không thể ngờ là cô lại cứu tôi. Cho nên anh đừng có nghĩ bản thân anh rất tài giỏi. Không phải là tất cả mọi chuyện một mình anh có thể giải quyết được đâu. Không nói về mặt tình cảm, một đồng chí như cô cũng rất dễ thương mà. Anh nghĩ rằng bây giờ tôi vẫn bị anh gạt sao? Anh thả thính riết quen rồi, gặp ai cũng thả thính được. Không có, không có thiệt mà, ông trời làm chứng. Sao các cô thích hiểu lầm tôi hoài vậy? Nè, cô gái đó là bạn anh hả? Ai chứ? Cô gái trong đó đó. À, đúng vậy, có phải không? Tôi không hiểu tại sao các cô lại thích hỏi câu này quá vậy. Ý anh là sao? Lúc nãy trên xe cấp cứu, cô ấy hỏi tôi, cô có phải là bạn gái của tôi không? Cô bây giờ cũng hỏi tôi như vậy, cô kêu tôi phải làm sao đây? Anh trả lời tôi là được rồi. Câu trả lời chỉ có một thôi, thật sự không phải. Tôi thấy anh rất tốt với cô ấy. Trước giờ tôi cứ nghĩ cô là một cô gái trí thức, học cao hiểu rộng, được giáo dục trong một môi trường tốt rất nhiều năm. Không nên như vậy. Sao cô có thể? Cô tự nói đó. Lưu Sấm, anh thật sự nghĩ rằng anh có giá lắm hay không? Tôi đã bị mù thật rồi. Mắt cô vừa to vừa sáng, sao có thể bị mù được? Cùng lắm cô chỉ bị cận thôi. Đi ngay. Cô đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Nếu vậy thì tôi không đi theo cô được rồi. Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã chết rồi. Đội số 12 báo cáo, hai đội viên đặc chiến quân xanh hôm qua trốn thoát, hóa trang thành trinh sát của quân đỏ chúng ta, chạy trốn, bây giờ không biết đang ở đâu, báo cáo hết. Còn mấy anh, theo tôi. Trời ơi, dám chơi trò bắt chim sẻ với tôi sao? Trinh sát của đội cảnh sát cơ động trước giờ trong lúc hành động đều phải đeo mặt nạ. Kêu họ tháo mặt nạ ra, kiểm tra từng người. Dạ. Hỡi một, có, theo tôi. Chạy tới đây. Phải. Trưởng khoa, chúng tôi có cái này cho anh xem.
À, cô bác sĩ này sao nhìn quen dữ vậy? À, cô ta đóng vai đạo diễn. Hôm qua cô ta đã tới đây. Đừng nóng lòng, phải xem hết mới biết xảy ra chuyện gì. Tôi đã hiểu rồi. Đi. Dạ. Tổ hai. Có. Đi. Tốt lắm. Rồi này. Ra lệnh cho đội cảnh sát cơ động ở gần bệnh viện vũ trang lập tức bao vây bệnh viện vũ trang, kiểm tra kỹ người và xe ra vào bệnh viện, cử người gác cổng của bệnh viện, ngay cả đường hầm cũng phải gác. Còn nữa, in hình của Lưu Sấm và Hà Đông, sau đó đem phát cho tất cả cảnh sát cơ động. Dạ. Không sao, không gãy xương, chỉ bị sưng một chút. Xem đi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi với anh ta không có gì, cô đừng có hiểu lầm nha. Tôi và anh ta cũng không có gì, cô đã hiểu lầm rồi đó. Ờ, vậy được rồi, tôi nói nhiều quá. Nè, anh xem đi. Tôi xem không hiểu. Ờ, không sao không sao. Không sao, chân chỉ bị sưng thôi. Ờ, vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta mặc đồ này ra ngoài sao? Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt lại. Chuyện này chúng ta phải nhờ bác sĩ Đới giúp giùm rồi. Ý anh là sao? Chúng tôi muốn nhờ cô kiếm hai bộ đồ cho chúng tôi để chúng tôi thay. Còn nữa, hai cây súng của chúng tôi cô cũng giữ giùm chúng tôi nha. Đem theo rất bất tiện, dứt đi thì cũng không được. Tôi nợ anh phải không? Chúng ta là đồng đội mà. Hơn nữa cô cũng đã nhúng tay vào chuyện này rồi, giúp người giúp tới cùng chứ. Anh nghĩ là tôi muốn như vậy lắm sao? Hiện rồi. Sao nhanh vậy? Làm sao đấy? Còn làm sao nữa? Chiến đấu tới cùng. Dừng lại. Đây là bệnh viện. Hai người muốn làm gì? Đây chỉ là diễn tập thôi. Diễn tập là diễn tập. Nếu như anh nổ súng ở đây có rất nhiều bệnh nhân, xảy ra chuyện thì phải làm sao? Chúng tôi cũng không được đầu hàng. Hay là tôi tự tử nha. Dù sao cũng không ra ngoài được. Cô bị điên à? Tại sao lại muốn tự tử chứ? Tôi bị đau chân, không thể đi được. Hay là những lúc họ chưa bao giây, anh cứ đi đi, tôi ở lại. Không được. Đi theo tôi. Theo cô ấy. Hai người họ chắc chắn ở trong tòa nhà này. Các trinh sát đã nói gì? Họ đã dùng kỹ thuật xác định vị trí. Nói họ phải nhanh lên, bằng không thì hai đội dân quân xanh chắc chắn là dở trò. Dạ. Bảo đốt. Dạ. Vào trong tìm kiếm. Dạ. Theo tôi. Dạ. Đi. Đó. Tổ trưởng tổ 2. Có. Dẫn người tìm kiếm bên ngoài bệnh viện. Nhanh. Đó. Mẹ ơi con sợ. Đừng sợ. Đừng sợ. Ở đây là bệnh viện. Đừng làm con nít sợ. Chẳng lẽ chỉ mấy người mới là cảnh sát sao? Mẹ ơi con sợ lắm. Đừng sợ nữa con. Xin lỗi chị, chúng tôi đang diễn tập. Cậu bé cũng là con của cảnh sát. Sao vậy? Nào. Muốn ăn không? Dạ muốn. Cầm đi. Cảm ơn chú. Con trai thì không được khóc. Lớn lên phải giúp đỡ người khác, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tôi cũng từng có một đứa con trai. Lúc bằng tuổi con trai của chị, nó cũng hay khóc lắm. Từng có. Chẳng lẽ bây giờ không có con trai sao? Nè nè nè, các anh thuộc đơn vị nào vậy? Các anh tới đây làm gì? Cảnh sát tấn công bệnh viện của chúng tôi sao? Chúng tôi thuộc đội đặc chiến quân đỏ.
Bệnh viện của cô có thể có đội viên của quân xanh. Quân đỏ quân xanh cái gì? Các anh lầm lẫn rồi. Đây là bệnh viện. Các anh cũng là cảnh sát vũ trang, sao lại làm như vậy được? Các anh nói chuyện với lãnh đạo của bệnh viện chưa? Tôi chưa từng thấy cảnh sát nào cầm súng đi vào bệnh viện của chúng tôi. Trong lúc diễn tập, cả thành phố Hải Châu đều là khu vực diễn tập. Bệnh viện cũng không ngoại lệ đâu. Đại tá à, đại tá chắc chắn hiểu quy tắc hơn. Ê, xảy ra chuyện gì vậy? Viện trưởng. Làm phán à? Tôi là viện trưởng bệnh viện. Các anh thuộc đơn vị nào? Chúng tôi thuộc đội đặc chiến quân đỏ. Các anh đang diễn tập, tại sao lại tới bệnh viện của chúng tôi? Chúng tôi tới đây là để truy tìm hai đội viên đặc chiến quân xanh. Hai người họ chắc chắn đang trốn trong bệnh viện của các anh. Tôi thấy anh kỳ cục lắm nha. Một ngày bệnh viện có hơn 1.000 người nhập viện. Từ sáng tới tối có mấy ngàn quân nhân trong nhà của quân nhân tới khám bệnh và tái khám. Anh làm như vậy không phải làm cho sự vận hành của bệnh viện rối loạn rồi sao? Yên tâm đi, chúng tôi cố gắng không làm ảnh hưởng tới công việc của các anh, cũng không ảnh hưởng bệnh nhân. Nhưng mà tôi nhất định phải dẫn đội viên của tôi vào trong tìm kiếm thật là kỹ. Ai đã phê chuẩn cho anh? Chiến tranh chống khủng bố, diễn tập chính là chiến tranh. Bản thân anh cũng là một quân nhân, chắc anh cũng hiểu. Anh nói cũng rất có lý, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo. Được. Alo, tôi là Tần Sơn Lâm. Alo, là tư lệnh hả? Tôi là Tôn Tuấn Kiệt. Anh ta đang đứng trước mặt tôi. Điện thoại là của anh ta. Dạ được, tôi đã hiểu. Dạ, tôi chấp hành tất cả mệnh lệnh của đảng ủy. Dạ, phối hợp với đội diễn tập hoàn thành nhiệm vụ. Dạ được, tôi đã hiểu. Tại vì đây là mệnh lệnh của đảng ủy cho nên tôi chấp hành. Nhưng mà người của các anh phải cố gắng giữ im lặng, đừng làm cho bệnh nhân sợ. Cảm ơn anh đã thông cảm. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng không làm phiền bệnh nhân. Báo mây, dẫn theo người của cậu đi xuống hầm để xe, tìm kiếm thật kỹ. Báo rừng, dẫn người của cậu đi thang máy lên tầng trên. Trước tiên tìm ở sân thượng, sau đó đi tìm từng tầng thật là kỹ. Chó biển, dẫn người của cậu đi cầu thang bộ, tìm thật kỹ từ dưới lên trên. Báo rộng. Có. Tổ của cậu đi với tôi, tìm cô bác sĩ đó hỏi thử xem cô ta thuộc khoa nào, cô ta họ tên là gì. Chỉ cần tìm được cô ta thì sẽ tìm được Lưu Sấm và Hà Đông. Phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ diễn tập nhưng phải cố gắng không làm phiền bệnh nhân, không được ảnh hưởng tới công việc của bệnh viện. Chia ra hành động. Dạ. Viện trưởng, xin lỗi anh. Ơ, không sao. Viện trưởng, anh cho họ vào trong thật sao? Tôi không còn cách nào khác, họ có thượng phương bảo kiếm. Như vậy đi, cô đi nói với bác sĩ y tá, phối hợp với họ. Đừng hoảng sợ, nói rõ cho người nhà mình như biết đây là diễn tập chống khủng bố của cảnh sát vũ trang. Dạ. Đi đi. Một lát nữa mẹ em tan ca sẽ kêu em về nhà. Anh nhìn đi, cổ của em có dấu đỏ rồi nè. Em sợ mẹ em sao? Em sợ, sợ muốn chết luôn. Mẹ em chỉ là bác sĩ thôi mà. Vừa là bác sĩ, vừa là quân nhân nữa. Không sao đâu, đừng có sợ. À! Sao vậy? Chú cảnh sát, chú cảnh sát, con sai rồi. Con không nên yêu sớm. Con và cô ấy chỉ yêu sớm thôi mà, không tới nổi, mấy chú phải cầm súng bắn con chứ. Cậu, đi đi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, không được chơi với cô gái này. Sao sau này con không dám nữa. Nghe rõ chưa? Viên à, chúng ta chia tay đi. À, anh không còn yêu em sao? Cô mấy tuổi rồi? 17. Cô đã lớn rồi, phải nghe lời mẹ cô, đừng yêu sớm. Để dành thời gian tới trường học hành, sau này là một nhà khoa học nữa. Dạ, dạ. Đi tìm mẹ của cô đi. Ờ. Các chú giữ bí mật giùm con được không? Các cậu có nhìn thấy gì không? Cảm ơn chú. Chú ý,